Nhưng mà không rất sai là không Việt Nam về đúng không? Ừ. Không sai không về. Hội ăn nhậu. Hội ăn nhậu. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại vợ chồng của anh Minh đang có mặt tại một cái nhà hàng của người Việt Nam có tên là Sài Gòn. Và ở đây là khu phố gì anh Minh ha? Cupertino. À, Cupertino. Một đống em với vợ nó rồi ổng nóng design cái này thì nó không up vào đây đi, mỗi người có một chút ở kia vô. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cupertino. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại cô bác quý anh chị đi ăn một cái nhà hàng Việt Nam ngay tại thành phố Cupertino ở Bắc California của nước Mỹ nha. Anh Minh ơi, thì cái quán này thì mở lâu chưa và... cái quán này dạ. Hình như mới mở chừng một năm, hai năm gì đó, một chừng năm mà. Ừ. Mà quán này rất là sang và ngon lắm, nấu ăn cũng ngon nữa. Dạ. Quán này ngon nữa. Mà ở đây là đa số toàn người Mỹ hết. Mỹ hết, ừ, vô đây ăn là đa số người Mỹ không mà. Dạ, thấy cái tấm lòng của anh với chị không, cô bác anh chị. Và thông tin với cô bác anh chị, trước khi mà Bùi Hồ đến đây á, anh chị cũng đã nấu một cái phần chè dưỡng ngang. À, mà anh chị nói là không đưa cho Bùi Hồ để mà ăn. Chưa kịp ăn nữa. Thôi nhưng mà nhận tấm lòng của anh chị, mà đợt sau ví dụ Bùi Hồ có cơ duyên để đặt chân đến nước Mỹ thêm một lần nữa thì Bùi Hồ cũng sẽ ghé nhà anh ăn thêm một ăn chè dưỡng nhang từ chính tay chị nấu. Còn bây giờ thì mời cô bác anh chị vô đây để mà thưởng thức món ăn Việt Nam, nhà hàng Sài Gòn ngay tại ở đây là thành phố San Jose đúng không anh hả? Thành phố Cupertino. À, Cupertino đúng không? À. Oh. Đó. Vô đây. Dạ. Dạ, xin chào. Ba người. Hello, mình nói xin chào là chị biết mình là xin người chào Việt đó Nam. Là quay đi đó. Dạ. Có xin ông chủ trước rồi nha. Em là người Việt Nam. Dạ. Có xin chưa gọi xin ông chủ là lại đây phỏng YouTuber bên Việt Nam mới qua. Quay giới thiệu cái nhà hàng này được, nè. Được anh Minh giới thiệu nè, em đâu biết đâu. YouTuber bên Việt Nam qua. Gì? Bùi Hồ TV. Bùi Hồ. TV bấm làm bên cái mảng từ thiện á. À vậy á. Trời, qua đây bao lâu rồi? 2-3 ngày hả? 2-3 ngày rồi về lại Việt Nam á hả? Không, mới qua đây 2-3 ngày, ở chơi 3 tuần. Mà lên đây trước giới thiệu cái nhà hàng này vậy nè. Hả? Để kêu ông chủ ra. Kêu ông chủ ra đi, nãy có nói chuyện với ông chủ rồi. Kìa. Từ nửa vòng trái đất mình nghe được cái tiếng Việt mình thấy thiêng liêng ha. Đây đây là anh chủ nè, anh chủ đây trẻ, là trẻ tuổi. Kênh YouTube Bùi Hồ TV bên Việt Nam. Dạ, chủ em vui vẻ. Dễ thương lắm. Dạ, em ở Đồng Tháp. Quen bạn với anh Minh thì cũng mấy năm nay rồi. Dạ, anh qua đây mở nhà hàng lâu chưa? Đây cũng mới được nhờ. Thôi dọn đi. Dạ. Nếu có chuyện cho nó rõ rồi thì đẹp trai đó, lên hình ngon lành á. Ông chủ nhà hàng ngay tại Mỹ nha. Mở lâu chưa anh? Thôi gần 6-7 tháng. 6-7 tháng à? Em ở đằng trước em thấy cái bảng hiệu của mình là Sài Gòn. Dạ. Ờ, thấy hay ghê. Chưa kể mấy cái bàn này tên đường không à, kìa thấy chưa, Lê Thánh Tôn kìa đó, cái đó mới vui á. Anh ở Sài Gòn luôn? Không, ở dưới Bạc Liêu chứ. Trời, ồ, dân miền Tây luôn. Em cũng thường đi xuống Bạc Liêu quê anh đó, Bạc Liêu có công tử Bạc Liêu, nay là có công ở Việt Nam sang đây mở nhà hàng. Anh lập gia đình ở đây luôn hay sao? Anh lập gia đình ở đây luôn? Chưa lập gia đình. Dạ. Chưa lập gia đình? Chưa. Ồ, độc thân luôn nha. Ờ. Chết trai, cái kênh này lên YouTube là coi như là... Anh tên gì ha? Anh Giáp. Anh Giáp? Dạ. Sống ở Mỹ lâu chưa? Bốn mươi mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Bốn mươi mấy năm rồi, cô bác của chị. Qua Mỹ bốn mươi mấy năm rồi. Hiện nay anh vẫn còn độc thân nha. Có dự định là bao giờ mình lập gia đình không? Chưa biết rồi, chưa tới, phải không? Xin lỗi là năm nay anh Giáp là nhiêu à? Để em biết em là mai cho chị với em. 52 rồi. 52 rồi. Ồ, 52 rồi. Mà nhìn trẻ nha. Nhìn rất là trẻ luôn. Coi vòng vòng coi. Đi vòng vòng chơi. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây là anh Giáp, quê ở Bạc Liêu. Thì anh cũng chưa lập gia đình luôn. Và đây là cô bác anh chị đây. Đây nhìn cái này nè. Chị ơi, chị có thể đây. Đường Bàn Hồ Xuân Hương. Tên tiếng Việt nha. Bàn số 15, bàn Hai Bà Trưng. Ở đây, một cái góc gì đó nó rất là Việt Nam nè đúng không? Sài Gòn, Việt Nam. Ở đây có Sài Gòn tôi yêu. Xe ôm Sài Gòn nè, thấy không? Dạ.
À, thấy lớp cao nhìn đẹp hơn ha. Cái này cái nền rất là sống động nha. Sau này sau lưng này chắc là màn hình đúng không anh? Màn hình. Màn hình mà nó sống động. Thấy cái lá dừa không? Nước chảy thiệt luôn thấy không kìa. Ờ. À, hay không? Cảnh buồm và nước chảy là nước chảy thật nha. Ờ. Và phía bên đây nè cô bác anh chị thấy nè, số 19. Cái này sao là màn hình ha, da giáp. Phía sau này là tivi hay là cái gì? À, à cái giáp ở trên này hả? Ờ. À. Là cái gì ạ? Nè cái này nè nó rọi xuống này nó đổi cảnh nè. À là cái máy chiếu phim, cái máy chiếu gì đó. Đúng không? À. Số 16 đề thám. Đề thám à, rồi, đây của quận nhất. À, hôm nay anh em mình đi đường nào ở Sài Gòn? Muốn ăn cái đường nào? Lê Quý Đôn. Nè. Hay ha. Đây là cái tên cái câu mà không sai không về đúng không? Không sai không về. Hội ăn nhậu. Hội ăn nhậu. Hay cái sáng kế lần này nha. Kể cả sai em cũng không về. Ghê chưa? Vì cô bác anh chị không, những cái câu này là những cái câu mà nói về cái độ nhiệt tình của người Việt Nam. Đúng rồi. Cái sự hiếu khách của người Việt của mình. Đúng rồi. Thậm chí là gặp bạn bè mà xa xa qua thì như anh Minh nhé, là không cho về. Không sai không về. Không cho về là cứ kêu ở lại chơi cho đến đã thì thôi à. Không gian quán vậy là set up đẹp ha. Quá hình hợp. Trang trí đẹp quá. Ở đây có hai có một cái tông màu đó là tông màu tối á, tông màu đen. Đẹp chị ha. Bữa nay mới biết ông độc thân luôn đó. Ồ. Em ha. Nó nghĩ ông có gia đình không mà. À, là không gian quán đến đây ha. Nhưng mà để mà thôi một cái mặt bằng này không biết là của nhà ảnh hay là như thế nào nhưng mà rộng lắm cô bác anh chị. Đẹp quá. Ở đây số 5 Hàm Nghi, số 6 Lê Thánh Tôn. Cái tài quá. Đẹp quá ha. Ở đây là cái những cái biểu cảnh cảnh quan của thế giới. Nhưng mà nhìn chung là mình thấy là về cái không gian quán rộng thoáng nè, dễ thương, trang trí. Thứ hai là một cái nét gì đó nó rất là Việt Nam. Vô đây mang những cái tên đường ngay tại Sài Gòn, đường Nguyễn Trãi nè, đường Nguyễn Trãi rồi đường Lư Lợi, Trần Hưng Đạo để mang được cái hồn Việt mà sang tận nước Mỹ này. Bên kia bán cầu á thì đâu phải là chuyện đơn giản, phải tình yêu quê hương nó da diết lắm. Và thậm chí khi mà hai anh em vừa đặt chân vô thì cái bạn tiếp viên là hello nói chuyện tiếng ha. Anh nhưng mà gặp mình người Việt là chuyển sang cái tiếng Việt liền. Đúng anh rồi, hả? Đúng rồi. Dạ rồi thôi bây giờ chắc có lẽ là em với anh với chị sẽ lại rồi đi. Mình gọi cái món ăn đi, ngồi phía trong này cho nó đẹp đi hả? Dạ. Hay ngồi ở đâu cho anh tự chọn á? Ở đây hả? Chỗ nào cái phòng đẹp chỗ này mấy cái này chắc đẹp hơn à hả? Ok vậy đây chị ha, ngồi đây đi. Ok à, có ba ly trà đá này, nước lạnh chứ không có trà. Dạ. ăn cơm Việt Nam đó. Rồi nó thích vậy kêu đem tới bây giờ đi. Anh chị cứ gọi đi, em sẽ gọi có món nào nó có cơm. Ở đây có bún thịt nướng không phải không? Có bún thịt nướng không? Ừ, anh ăn bún thịt nướng thì ở đây là cái này là gì, món gì đó? Bánh khọt đúng không? Bánh khọt. Đó. Đây gọi đây chả. Đây là gỏi cuốn. Đây là phở. Phở thì 16 đồng. Đây phở luôn nha. Phở thì cũng nhiều cái option, nhiều cái tự chọn. Thế nó ăn không chứ mà ở đây là gì chị? Cua đúng không? Em muốn ăn món này không nè, nó nem hả chị? Nem nướng rồi chả giò luôn thứ còn. Nào thích ăn hãy ăn, kêu hãy kêu chứ mà. Dạ. Ok, để em quay cho cô bác chị xem cái. Chị với anh chọn trước đi. Ở đây là một cái này gọi là cái gì đó? Ăn cái mẹ. Dạ. Cái mẹ à. Dạ cái mẹ. Ba mẹ. Ở đây có bún thịt nướng nè đúng không? Có bún thịt nướng đây. Đây nè. Này bún gà đúng không anh? À. Đây là bún tôm đúng không? Anh không biết nữa. Đây bún tôm, còn đây là cơm đây, kiểu dạng cơm gà. Rồi. Qua lựa chọn thì em chọn cái món này chị. Được không? Món đó món gì vậy? Này phải bún không? Bún tôm thịt nướng nè. Món này món gì vậy? Bún tôm thịt nướng, yeah. Bún tôm thịt nướng chả giò. Dạ. Bánh khọt. Có hai cái này rồi với cái này rồi, ba món rồi. Ủa kêu rồi đó hả? Dạ. Ủa ai kêu? Anh kêu. Anh kêu. Rồi cho anh cái này là giống như bún, giống như bún thịt nướng phải không? Bánh khọt với anh. Bánh hỏi hả? Ờ, gì mà kêu gì kêu thêm đi, cái này nếu đẹp khoai bún thịt nướng. Em kêu thêm phần này đi. Kêu phần này ha. Kêu rồi. À, anh kêu rồi hả? Tự anh đặt ra đó, ai biết đâu. Tự anh sẽ đúng. Hai cái này với lại cái này là có rồi. Có rồi. Nếu muốn kêu thêm thì kêu. Anh Minh ăn cơm đúng không? Cho cái cơm thịt nướng đi. Ở đây là chưa có bún đúng không? Có chưa? Thì cái này bánh hỏi là có bún luôn đó.
Còn này là cơm gì? Cái bánh cọ. Đây. À, con gà. Gà mà cây cây á. Một cây á. Cơm gà còn cái này nem đúng không? Cái này ông nó kêu hai món này rồi nó hơi giống nhau rồi, đừng kêu giống nhau. Cái này món này rồi, ông kêu ông chủ. Rồi ba thứ rồi. Ồ, phải nhiều vậy. Này là bánh hỏi không hay là bún đúng không? Bánh hỏi luôn. Ở cho em thử set này đi, em ăn thử set này đi. Ok. Ừ. Dạ. Với cái món cua lột này nè. Cái cua lột. Rồi. Đây. Đúng ở đây quá là giá giao động cái cơm rồi. Món cơm tính đúng rồi. Năm món rồi thôi được rồi, đủ rồi. Nhiều quá nhiều quá rồi. Rồi, ok vậy ha. Giao động thấp nhất là 7 đồng ha. Còn cao nhất là ở đây là mình thấy là nó khoảng chưa cho ông đãi không? Từ dạ dạ. Hả? Thôi đủ nhiều quan không? Dạ. Ủa ông chủ đãi luôn hay sao? Ờ chắc giống được đặt hai món là ông đãi đó, anh nghĩ gì đó. Ừ. Người Việt Nam mình nhiệt tình ghê hôn. Cái đó cái gì? Nhiều quá sang không hết. Kêu cái món này món gì? Cái con sò đẹp á. Sò đẹp hả? Ông kêu thêm này đi. Ba người ba món còn kêu tính tiền game hơn. Chị ơi. Đây. Nó nổi qua hồn cá. Ba anh chị em nè. Thứ phim này chia sẻ cho cô bác anh chị biết về cuộc sống người Việt ngay tại đây. Thêm một món này nữa. Cũng như là làm kỷ niệm cho ngày gặp anh với chị luôn. Một món Sài Gòn Scallop. Ok. Rồi. Trình đến ra đầy đủ hết chụp thêm nữa. Đó. Chị tên gì? Dạ tên Hồng. Hồng á. Chị Hồng à. Chị Hồng quê đâu? Quê ở Sài Gòn. Sài Gòn là quận 5. Quận Chợ Lớn. Sài Gòn quận 5. Người Hoa. Anh Minh cũng Sài Gòn nè. Anh Minh với lại chị cũng Sài Gòn nè. Chị ở đường gì em quên hả? Chị ở Tân Kỳ, Tân Quý. Ở Tân Kỳ, Tân Quý ở Tân Bình. Văn Tạo chợ Long. Chợ Long còn xưa mình ở chợ đường Phạm Đôn á. Chợ Xã Tây. Xã Tây hả? Chợ Xã Tây nè. Chợ Xã Tây nè. Khúc chợ lớn á, khúc trong rồi đi qua lâu quá là chị chưa về ha. Cũng về thường lắm. Mới năm 2022 về 6 tuần. Năm ngoái thì về 3 tuần. Về thấy Việt Nam mình bây giờ sao? Thay đổi nhiều lắm. Cái này bất cỡ bất cỡ để chủ la kìa. Ơi có hồn cá kìa, thấy chưa, làm hay kìa. Chưa nói chung là thiết kế cái không gian quán mình dễ thương ha, dễ thương ha. Thấy không, nhiều cái món cuối cùng thứ gì quên rồi, cái lớp gì đó hỏi luôn khớp bị khớp luôn rồi. Thường ngày là chắc nó có cái này là cái gì giáp? Bia. Bia. Trời ơi, hổ vậy. Quay chưa, có quay chưa? Đâu, em đang quay mà. Trời ơi, bia ngộ vậy. Bia này bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn luôn. Sài Gòn, sao cái này mở thì sao? Mở thì sao? Hứng này vô cái mở rồi hả? Đây nè, muốn chia sẻ thật với cô bác anh chị nè. Đây là cái phần mà mấy anh em không có kêu. Không kêu. Nhưng mà anh chủ quán tự mời luôn á. Tự mời luôn á. Ngộ quá ha. Nhưng mà ở đây mà nếu như mà ly bia này nó cũng quý lắm á. Quý lắm á. Chị nói không sai không về chị. Vô chị. Sai không về. Dạ. Ở đây là mấy anh em không có uống bia nha. Nhưng mà đây tình cảm thì mình phải nhận. Thôi cái bia này ngon chứ ha. Bia này bia hơi á. Bia hơi đó hả? Dạ. Cái bình này giữ ấm đẹp quá chị ha. Trời ơi, chủ quá dễ thương, đem bia ra đãi nữa. Nhìn chị Mùi lên hình vậy, nhìn dễ thương lắm. Anh cũng vậy mà, bây giờ mình cộng gái nha. Vô. Ok. Mời cô bác với anh chị cùng uống bia lại với lại ba anh em. Đây là một cái tiệc nhỏ nhỏ để mà chia tay, để mà Mùi Hồ còn những cái hành trình còn lưu luyến chia tay. Còn anh chị thì ở lại đây để mà tiếp tục cái công việc của mình. Em review đồ ăn rồi. Dạ, yeah, này là ơi. Đó, này lưu lên YouTube là bá chén luôn á. Là cua. Cua lột á. Ông chủ gì đâu nhẹ nhàng như vậy. Vậy ha. Dễ thương ha. Này là cua lột ha. Ba con cua lột được giống như là chiên bột vậy chứ ha. Giống bột chiên. Đúng không? Lăn bột. Lăn bột. Cua lột lăn bột rồi. Đây, còn cái ly bia này nó có vị gừng nha cô bác anh chị. Ngon quá. Bia nó có vị gừng, vị chanh á. Thành nữ là nó sẽ dễ tiêu. Cô bác anh chị biết là uống ít thôi thì nó là thuốc, nhưng mà uống nhiều thì nó là hại. Độc á. Dạ. Dẹp cái menu xuống đi em.
đồ ăn qua đây nè, đồ ăn tới luôn. Ông chủ tính tính chính cho em chủ bưng luôn kìa. Ô trời ơi, dễ thương quá. Ồ, ê, cái này mình chưa có một cái à. Ừ, anh tặng đi một cái hay sao? Một cái nữa đó, ừ, con cái à. Hai loại cua. Hai loại cua khác nhau. Ừ. Trời ơi. Rồi tới nữa. Hiện nay thì Bùi Hồ cùng với lại vợ chồng của anh Minh đang có mặt tại một cái nhà hàng của người Việt Nam có tên là Sài Gòn. Và ở đây là khu phố gì anh Minh ha? Cupertino. Ờ, Cupertino. Và đây là một anh chủ rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì các anh em chỉ gọi ba món thôi. Nhưng mà anh chủ đã mời thêm, thấy mình là người Việt Nam qua đây du lịch, rồi có chia sẻ những cái kỷ niệm ở trên YouTube, thì anh chủ đã mời thêm những cái món còn lại. Lúc nãy thì mời bia luôn. Lúc nãy thì mình gọi những cái món là nào hành ha. Đây Bùi Hồ thì thích nhất là cái phần bún thịt nướng nè. Ở Việt Nam mà ăn bún thịt nướng là hết sảy luôn. Đó. Giờ một phần cơm. Với phần cơm và anh chủ đã mời thêm những cái phần đây là những cái món chắc là có theo tiếng Anh gọi là best seller của quán hả? Cái này là món gì giá như là cua gì? Cua lột, cua lột. Cua lột hai loại phải không? Hai loại. Còn bên đây là mẹt mẹt bánh hỏi đúng không anh? Bánh hỏi, bò bánh hỏi. Bò lá lốt phải không? Bánh hỏi bò lá lốt. Không phải bò lá lốt, bò cuốn hành. Bò cuốn hành hơn. Bò cuốn hành, bò cuốn hành. Anh Giáp thì mở nhà hàng mình đến thời điểm hiện tại là được bao nhiêu năm? Ở đây mở đây đi. Cái chỗ này mới thay rồi, mới chừng 6-7 tháng rồi. Ồ, 6-7 tháng rồi, mới 6-7 tháng rồi. Có một điều em khá là lạ. Thứ nhất là về anh set up cái không gian quán á. Vì sao anh lại có ý tưởng là đặt tên những cái bàn là tên những cái tuyến đường ngay tại Việt Nam cũng như là những cái vị mà đã có công với đất nước vậy nè? Cái này tại miên một đốm em với vợ nó rồi ở miên nóng design cái này thì nó come up vào đây mỗi người có một chút idea vô. Yeah. Vì sao mà anh lại có một ý tưởng táo bạo mang món ăn Việt đến một cái khu vực trời Tây như thế này ở khu vực mà toàn là người nước Mỹ? Vì sao anh lại làm những cái món Việt mà mấy này thì ở đây tại khu này cũng là Mỹ Tàu mà thì cũng có làm đủ thứ món phổ biến này mà phổ biến này mấy món ăn Việt Nam mấy món rất là ngon. Nhưng mà lúc đầu thì họ tiếp nhận cái món ăn của Việt Nam như thế nào anh? Lúc đầu mà họ có họ thích ăn lắm á, thích ăn món ăn Việt Nam mình không? Từ Mỹ hả? Ừ, Mỹ cũng có một số thích. Những người Mỹ sống ở Cali thật sự là giờ họ thích ăn đồ đón Việt Nam lắm. Họ rất là thích ăn. Cái món mà người Mỹ thích ăn có ở Việt Nam nhiều nhất trước đây em được biết là phở, thì sau này những cái món này thì đối với người Mỹ họ chuộng không? Họ thích không? Mỹ cũng thích. Mỹ cũng thích lắm. Mỹ giờ nó thích mấy món Việt Nam lắm. Bây giờ này vắng với tối đông lắm. Tối đông lắm. Ở đây là cuối tuần đông lắm. Cuối tuần là đông lắm. Cuối tuần đông. Thật ra thật sự giới thiệu cái quán này đặc biệt nằm khu này là rất là ngon luôn. Thật ra quý vị mà nếu mà ở vùng B này đó nên tới cái quán này. Quán này rất là đặc biệt, rất là ngon. Có lẽ là anh Giáp rất là nhiều là một chủ rất là nhiều cái công việc và bận việc á, nên thành nữ là mình sẽ không có chia sẻ nhiều. Và bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng với cái ban cùng với Bùi Hồ cũng như là anh với chị thưởng thức xem cái khẩu vị ngay tại quán này là như thế nào. Rồi. Tuy nhiên mình có điểm cộng ở đây là mang cái hồn Việt nè, set up theo không ăn Việt và món ăn Việt ngay tại đất Mỹ ha. Em nhớ là anh với mình em với chị là đâu có gọi cái này đâu. Cái món này là sò đẹp của chị nè, cái này có đem theo phải không? Cái này không có nè. Cái này chân gà nướng này của cổ rồi cô đại nè. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ nó đừng có kêu cái này kìa. Trời ơi. Quý quá luôn. Đây là cái món bún thịt nướng. Còn còn đôm. Đó. Đây là mẹt nem nướng với lại bánh hỏi. Có chả giò luôn nha. Cho em xin đu đũa với. Cho em mượn đu đũa. Dạ. Đây là chả giò nem nướng nè. Chả giò nè, rồi nem nướng nè. Ở đây có giá, cà gót, dưa leo. Rau của Việt Nam là salad nè. Tôm hùm. Mẹt này cũng giống nhau đúng không chị? Hay là khác nhau? Bò cuộn hành. À nhưng mà đây là đổi lại là bò đúng không? Bò cuộn hành. Bò cuộn hành. Còn đây là cua lột. Cua lột. Cua lột rang me. Rang me. Hai này giống nhau không? Không, cua lột rang muối. Cái này là rang muối. Còn đây là sò đẹp. Sò đẹp. Dạ. Cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm. Mình gọi có 3 set anh chủ tặng thêm ba set. Có bánh khọt nữa. Ở đây có bánh khọt nữa đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hết rồi đó, đủ rồi đó. Ở sao em ăn hết được? Trời ơi.
Dạ được. Hơi gắn. Rồi, dễ sợ không? Bạn tiếp viên đó là sao? Gắn thử đi, lát ăn hết đi. Gắn thử đi. Trời ơi, bao nhiêu đây nè. Dễ sợ. Cái này ăn ngon tới mai luôn. Thôi cùng cái nữa đây. Chúc mừng, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Chúc mừng bữa tiệc hôm nay. Để live stream cái đi, cái này live stream nè. Live stream để đã nè. Live stream. Ngon nha. Bia ngon thật nha cô bác gì. Mình sẽ ăn cái này ăn với bạn là chung live stream cái mắm cả nhà. Ở đây là mình thấy nè, có một sâu tôm luôn nè, thấy không? Ừ. Đây sâu thịt lội luôn. Mình sẽ còn đây là dưới này là bún. Ừ. Dạ. Nước mắm là cả nhà thấy không? Là mình sẽ là mình lấy cái muỗng mình sẽ chan vô. Đây. Rồi chị. Rồi mình sẽ chan vô mình ăn thử miếng thôi. Mời anh với chị nha. Dạ, mời cô bác anh chị dùng nó nhiều hơn đúng không? Đó. Trời ơi. Bùi Hồ đúng là có lọc ăn cô bác anh chị. Chị cho em thêm ít nữa đi. Quá trời, bữa nay đi ăn nhà hàng mà kêu có ba món mà ông chủ ông đãi nè. Dạ ông đãi. Ông chủ ông đãi mấy món rồi, coi tao ông đãi cả mấy món. Một hai một món ba. Cua nè. Đãi bốn món anh. Đãi bốn món đó. Ừ. Kêu có kêu ba món, đãi bốn món. Thêm món nước uống nữa. Nước nóng bia nữa nè, đó. Dạ. Ông chủ quá dễ thương luôn. Dễ sợ, cái quán này wow, đẹp ghê không nè, đó. Ngon đi nha. Mình sẽ ăn thử cái cọng bún ở đây coi nó có khác không. Dạ. Dạ chị. Đây Bùi Hồ TV thưởng thức một cái tô bún thịt nướng mà ngay tại nước Mỹ nha. Thưởng thức thử nha. Ngon không? Ở đây bán đồ ăn ngon, ở đây bán đồ ăn rất là ngon mà nhà hàng lại sang nữa. Dạ ngon nha. Nhưng mà cái cọng bún ở đây thì nó không có dính giống như cọng bún như tại Việt Nam mình ăn. Mình chấm thử miếng này cả nhà. Đây là tôm nha, tôm nướng. Quá trời, ông ăn sao hết trời. Đồ ăn quá tôm trời, đồ ăn không biết, nhưng mà tôm nướng này thì tuyệt vời. Anh thấy là anh tôm tươi đó chị. Hồ, dạ. Anh thấy là anh dội rồi đó. Dạ. Quá nhiều luôn. Em bây giờ Bùi Hồ sẽ ăn thử một món nữa. Việt Nam rất là đẹp. Ai đến Việt Nam cũng ăn đó là nem. Nem phải không? Dạ, nem nướng. Đi. Đây là cây nem nướng. Ăn bỏ thương chút đi. Trời ơi, ông chủ này ông dễ thương quá. Dạ, mời cô bác. Chưa có 3 món rồi mà ông đãi 4 món. Mình sẽ chấm vô đây miếng. Ừ. Ông chủ lần đầu tiên luôn á ha. Đúng quá rồi. Nhiệt tình ha, dễ thương quá hả? À. Nem nướng này ngon nha chị. Biết quay YouTube qua đãi ra quá trời luôn. Đậm vị Việt Nam lắm. Ăn miếng dưa leo. Rồi bánh khọt nè. Dạ, miếng dưa leo trắng rồi. Hương chị mùi lắm. Anh Minh thì đang live stream, còn chị mùi đang cầm máy cho Bùi Hồ. Ngày giờ Việt Nam chắc nhớ hoài luôn. Hai cái máy cứ chỉ vô rồi. ăn tự nhiên nha. Anh chị nha. Tại vì Bùi Hồ chỉ muốn thử cái món nào mà nó thuần Việt Nam nhất. Món này là những cái món mà khách du lịch đến Việt Nam cũng phải ăn à. Mà cô bác anh chị, cái năm nay mình thấy nó đây, giòn. Chủ đó. Đây, chủ dễ thương quá. Ông đãi 4 món mà 4 món lớn không á nha. Hôm nay có con tôm rồi vậy. Tôm là tôm tươi á. Tôm tươi hả? Bánh bánh khọt ngon không? Giòn lắm, làm ở đây làm rất là bánh ngon. Còn cái gian làm bánh bột tôm ăn nó giòn á. Trời, cái này anh bảo đảm ba anh em mình không bao giờ ăn hết đâu Hồ ơi.
quá nhiều luôn. Ông tặng 4 món luôn. Là mấy em gói bọc đem về Việt Nam. Ngon chưa? Đây nè, cái món gà gì chiên nước mắm nè, cua lột rang muối nè, cua lột rang me nè, bún thịt nướng nè. Cái này là một mẹt gì? Bò cuốn hành. Bò cuốn hành. Cái này bò nem nướng, thịt nướng, chả giò. Này có húng lũi á, có bán không vậy? Húng lũi nữa hả? Húng lũi. Húng lũi mà cái cọng nó to như vậy luôn nè. Đây là kênh YouTube Bùi Hồ TV. Đó là qua Mỹ du lịch nè, ghé đây chơi được 2 ngày rồi. Dạ. Vui quá. Ngày hôm nay là ngày mà Bùi Hồ cũng tạm chia tay với lại anh Minh, với lại chị Mùi, gia đình cũng có anh chị. Và vài tháng tới thì Bùi Hồ cũng sẽ gặp anh Minh ngay tại Việt Nam. Thì cũng mong đây là một cái thước phim á, Bùi Hồ cũng chia sẻ cô bác anh chị rằng dù ở đâu á, người Việt của mình cũng rất là giỏi, và cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc rất là cao. Và kể cả yêu những người bạn, những người xa xứ giống như mình. Được như là chủ mời, quán đó chưa? Dạ, chủ quán được anh mời rồi nói chuyện tiếng Việt rồi được rất là chân thật. Và thật ra cũng cảm ơn anh Giáp là chủ quán ngay chủ tại quán. Đây là giới thiệu Bùi Hồ là kênh YouTube ở bên Việt Nam, qua ghé thăm quán ăn là tự động anh kêu món là anh đãi luôn. Anh đãi luôn, chủ quán này rất là nice, rất là dễ thương. Cũng thông qua đoạn clip này chân thành cảm ơn anh Giáp, chủ quán Sài Gòn ngay tại thành phố Comatino thuộc tiểu bang California. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau. Các anh em cũng sẽ cố gắng tranh thủ để mà ăn thử nước gì tấm lòng của anh mình không thể nào phụ được. Tặng cái kết bia nữa nè, tặng cái thùng bia nữa nè. Cái món này là khoảng 25-26 đồng á. Cái món mà rẻ nhất là 27 đồng. 17 đồng. 17 đồng. Cái món này là khoảng 17 đồng. Mà theo giá trị từ Việt Nam thì mình tính thử nha, khoảng 500 ngàn. Khoảng 500 ngàn. Cái bao nhiêu đây là anh nghĩ là cũng cả trăm đô á. Dạ. Hơn trăm đô á. Ừ. Bốn món này thì khoảng 100 đô rồi. Ừ, bốn món này có 100 đô rồi. Ba một bia nữa, bia nó nè, bia nữa. Tặng một cái kết bia, cái thùng bia nữa. Bia hơi này, bia hơi. Thêm ba món này là 60 đô nữa. 60-70 đô nữa thì khoảng gần 200 đô, 200 đô. Dễ sợ, dễ thương. Dễ sợ thì không. Rồi, một lần nữa cảm ơn gia đình của anh Minh với lại chị Mùi. Chúc gia đình anh chị luôn dồi dào sức khỏe, gặp được nhiều thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là ở một cái nơi xa xôi như thế này. Cũng hẹn gặp lại anh ngay tại Việt Nam, và cảm ơn anh Giáp chủ quán, và chúc cô bác anh chị có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi thưởng thức thì thấy cái quán rất là ngon, Bùi Hồ quyết định là lưu lại cái địa chỉ này. Mỗi khi mà cô bác anh chị có du lịch sang Mỹ á, thì có thể theo cái địa chỉ này để đến cái quán Sài Gòn của anh ha. Chủ quán rất là dễ thương và món ăn rất là thuần Việt Nam luôn.